Xin chào các bạn. Đây là cái ba lô AGVA Traveler Daypack. Thì mình nghĩ đây là một món phụ kiện rất là thích hợp cho các bạn sinh viên sắp mùa tựu trường. Thì bây giờ mình sẽ trên tay nó để xem thử trong ba lô này có những gì. Thì tổng thể nó được làm bằng vải polyester, có thể đựng được laptop lên tới 15,6 inch. Về cái việc mà Sài Gòn hay có mưa hay là các bạn lỡ làm mà đổ nước vào thì nó không ảnh hưởng đến đồ đạc ở bên trong. Bây giờ mình sẽ mở ra từng ngăn xem nó có những gì hay nha. Đầu tiên là cái ngăn bên ngoài, cái ngăn nhỏ này. Bên trong đây á, nó sẽ có 3 ngăn. Một cái ngăn rất là hẹp để chúng ta đựng viết. Còn hai bên ngăn đây thì như với nhu cầu của mình đựng một cái cục adapter sạc. Còn ở dưới là một cái con chuột. Còn bên đây mình đựng một cái cục pin dự phòng nè, mang đi học nè, vài cái cáp sạc. Đó, mình chỉ để vậy thôi. Còn cái ngăn ở phía dưới này, các bạn có thể thấy đó, nó có một cái miếng che ở đây. Các bạn có đeo sau lưng thì người khác ít có chú ý hơn. Khi mở miếng che ra thì mình để được cục sạc và cái dây sạc cho laptop của mình. Ngăn này khá là hẹp thôi, thì mình chỉ để được một thứ thôi. Đến cái ngăn chính, là cái ngăn to nhất ở đây. Thì đây là cái lý do tại sao mình nói đây là cái ba lô sử dụng cho sinh viên chứ không phải là cho các bạn học sinh. Tại vì nó không thiết kế để chúng ta để sách vở nhiều mà thường học sinh để sách vở. Thì sinh viên thì thường không mang sách vở, chỉ cần mang laptop và viết rồi là đủ. Rồi, mở cái miếng này ra, chúng ta sẽ có một cái ngăn rất là lớn để đựng được cái laptop 15,6 inch. Thậm chí mình có thể kèm theo một cái case khá là dày thì mình vẫn để đủ vừa khít ngay cái ngăn đựng laptop. Rồi, ở bên dưới, cái ngăn này sẽ đựng được cái iPad 10,2 inch. Tuy nhiên, mình đang xài iPad 11 inch, mình vẫn để rất là vừa vặn, rất là tuyệt vời. Ở đây có một cái ngăn zip kéo, thì mình nghĩ chúng ta có thể để những cái vật dụng cá nhân khác bên trong. Hoặc là nếu như các bạn không sử dụng để laptop thì ngăn này có thể đựng được vài bộ đồ. Tại vì nó là traveler, có thể mang đi du lịch được luôn. Ở phía trên cùng nó có một cái ngăn nhỏ, ở bên trong được thiết kế theo một cái loại vải giống kiểu microfiber. Kèm theo cái ngăn này các bạn có thể đựng được những cái kính cận hoặc là kính mát, hoặc là thậm chí có thể đựng được điện thoại để cho nó chống chày, phải để những cái vật dụng mà các bạn có thể lấy nhanh, hoặc là thậm chí mình để có chìa khóa xe ở đây. Ở bên trong nó có một cái móc chìa khóa xe nữa. Ở mặt sau cũng là cái điểm mình rất là thích trên cái ba lô AGVA này, đó là nó có bốn cái phần đệm lưng rất là êm. Ở đây là hai cái phần dây đi kèm theo. Mỗi cái phần quai đeo nó sẽ có thêm một cái chốt để khi mà các bạn bỏ quá nhiều đồ thì khi mà các bạn đeo lên người cái chốt này sẽ giữ không cho cái ba lô tùy tục xuống. Ở dưới những cái phần rút dây nó có thêm một cái miếng cố định lại. Ví dụ như dây mà có dài quá thì nó sẽ cố định như vậy, nhìn nó bớt tạp nham hơn. Ở bên trên có một cái quai để sách, thêm một cái quai nhỏ nữa để nếu các bạn muốn treo cái ba lô này lên một cái móc nào đó thì cũng được. Nó có thêm một cái nơi để chúng ta có thể đưa vào cái tay nắm vali nếu mà các bạn muốn đi du lịch. Đó, cái này rất là hay luôn, vừa có thể đi du lịch vừa có thể đi học được. Ở hai bên ba lô có hai cái lưới để chúng ta có thể đút được một cái chai nước nhỏ cũng như là đút ô dù gì đó. Nói về cái cảm giác đeo, như các bạn đã thấy thì nãy giờ mình đựng kha khá, ví dụ như cái laptop rất là nặng kèm theo cái iPad rồi một vài cái bộ sạc này nữa, thì cảm giác đeo này khá là tuyệt vời. Chính vì bốn cái đệm ở sau lưng nên là cái cảm giác khi mà mình đeo á, những cái đệm này nó sẽ đệm ngay sau lưng mình rất là thoải mái. Mình không có cảm giác như là cái laptop hay là những cái vật dụng ở đằng trước nó đè vào lưng mình, rất là tuyệt vời luôn. Và cái phần, những cái phần quai này nó cũng có thiết kế đệm nên là hầu như khi mà mình đeo lên vai nó không bị đau hay không bị gì cả. Thì về tổng thể đây là một cái ba lô mình đánh giá ngoại hình rất là đẹp, nhìn rất là hiện đại, thích hợp cho các bạn nào sinh viên đựng laptop đi học hoặc là những bạn muốn đi du lịch ngắn ngày. Thì mình đang có cái phiên bản này là phiên bản màu xanh đậm. Ngoài ra AGVA Traveler Daypack còn có phiên bản màu xám và phiên bản màu đen. Giá là 1,1 triệu. Thì theo mình nghĩ cái giá 1,1 triệu đó cực kỳ thích hợp để mà chúng ta đầu tư cho một cái ba lô sử dụng lâu dài hơn. Xin cảm ơn các bạn.